Bóng rổ là một trong những môn được tỉnh Bình Thuận đầu tư phát triển và đội bóng của tỉnh cũng đã góp mặt ở giải hạng nhất, giải đấu cao nhất của bóng rổ Việt Nam nhiều năm qua. Có mặt ở Hà Nội từ khá sớm để làm quen với điều kiện khí hậu và sân bãi, thầy trò huấn luyện viên Võ Chí Khanh đã cho thấy sự chu đáo của mình ngay từ khâu chuẩn bị. Sự kỹ càng này đã nhận được đánh giá cao từ chính những chuyên gia. Cũng biết đội Bình Thuận được khoảng 8 năm nay rồi, và tôi nghĩ năm nay là Bình Thuận là có một cái quyết tâm rất là cao để có cái huy chương. So với cả các những cái đội top trên, có thể nói là cũng có cái trình độ cao hơn như là quân đội hay là Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà để mà làm trong vị trí huy chương đồng thì tôi nghĩ là năm nay Bình Thuận khả năng trong tầm tay. Không hoàn toàn có được một phong trào bóng rổ không chuyên phát triển mạnh mẽ mà các địa phương như Hà Nội, quân đội hay Thành phố Hồ Chí Minh, nên nguồn lực vận động viên là tương đối hạn chế. Bên cạnh đó, vấn đề khí hậu khi thời tiết Hà Nội đang ở trong những ngày đầu đông hay khô có ảnh hưởng không nhỏ tới việc chơi bóng của các cầu thủ. Thứ nhất là về trang phục, áo quần thì toàn đội cũng đã chuẩn bị trang phục áo ấm giống như là đầy đủ điều kiện để cho các em để sưởi ấm trong quá trình thi đấu giải. Cái thứ hai là với tinh thần khí hậu của đang chuyển sang đông của Hà Nội thì đội Bình Thuận giống như lãnh đạo của Bình Thuận cũng đã cho đội đi sớm ra Hà Nội trước khoảng 10 đến 12 ngày để làm quen khí hậu để chuẩn bị cho mùa giải. Không đặt quá nặng về chỉ tiêu thành tích khi phải đối mặt với những đội bóng mạnh tại giải năm nay, nên các cầu thủ Bình Thuận sẽ có được sự thoải mái về tâm lý trong thi đấu. Hy vọng chính điều này sẽ giúp cho các chàng trai Đông Nam Bộ gây ra được bất ngờ thú vị khi môn bóng rổ tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc được diễn ra vào tuần tới.